thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối 28 tháng 4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp từ chiều tối và đêm 28 tháng 4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm ngày 28 đến 29 tháng 4, ở Bắc Bộ và Bắc miền Trung có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi hơn 80 mm trong vòng 24 giờ. Ngày 29 tháng 4, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trên biển ngày 29 tháng 4, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ ngày 29 tháng 4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Ngày 30 tháng 4 có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Hà Nội ngày 29 tháng 4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 30 đến mùng 3 tháng 5, đêm không mưa, ngày trời nắng, ít khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực Trung Bộ từ ngày 29 đến 30 tháng 4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa chiều nắng nóng.